Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ hai ngày 6 tháng 6 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Trong chương trình thời sự tối nay sẽ có một số nội dung đáng chú ý. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa dự sinh hoạt chi bộ thôn Dị Chế. Ban chỉ đạo tỉnh về xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể trong đơn vị kinh tế tư nhân triển khai nhiệm vụ công tác. Tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Hưng Yên 6 tháng đầu năm 2022 có nhiều khởi sắc. Đó là những đánh giá tại cuộc họp của Ủy ban nhân dân tỉnh với các thành viên diễn ra trong sáng nay. Cảnh báo tai nạn đuối nước ở trẻ em trong dịp hè. Công an tỉnh Hưng Yên triệt phá đường dây đánh bạc qua mạng internet với số tiền giao dịch gần 100 tỷ đồng. Sáng nay, đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên đã về dự sinh hoạt tại chi bộ thôn Dị Chế, Đảng bộ xã Dị Chế, huyện Tiền Lữ. Chi bộ thôn Dị Chế hiện có 145 đảng viên. Tại buổi sinh hoạt, đại diện chi ủy đã thông tin một số nội dung chính về tình hình thời sự nổi bật trong nước, quốc tế và của địa phương, phổ biến quán triệt những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và các văn bản sự chỉ đạo của cấp ủy cấp trên. Thông tin về chính sách bảo hiểm y tế hộ gia đình, bảo hiểm xã hội tự nguyện, đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết tháng 5. Chi bộ tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến và đề xuất giải pháp để xây dựng công tác Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương, biện pháp hỗ trợ nông dân thu hoạch vụ lúa xuân và chuẩn bị sản xuất vụ lúa mùa. Vệ sinh môi trường thôn xóm, khắc phục một số điểm đường giao thông trong thôn xuống cấp, thoát nước kém khi có mưa lớn, tuyên truyền nhân dân phòng chống dịch Covid-19 phù hợp với tình hình mới hiện nay, tạo sân chơi, dạy bơi, phòng chống đuối nước cho trẻ em trong dịp hè. Đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền cấp trên quan tâm tạo điều kiện cơ chế chính sách, nhất là phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách ở cấp thôn, phù hợp hơn nữa với tình hình thực tiễn của địa phương, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Phát biểu tại buổi sinh hoạt chi bộ thôn Dị Chế, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa ghi nhận những kết quả trong thực hiện nhiệm vụ tại địa phương cũng như cách thức tổ chức sinh hoạt chi bộ. Đồng thời, thông tin nhanh với các đảng viên một số vấn đề thời sự, những thành tựu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh thời gian qua, mục tiêu giải pháp thực hiện trong thời gian tới. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, xây dựng chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ then chốt để phát triển. Do đó, thời gian vừa qua, Tỉnh ủy đã quán triệt triển khai sâu rộng các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh về công tác xây dựng Đảng, trong đó có nội dung về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ thôn, khu phố. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Ban Chi ủy chi bộ thôn Dị Chế cần tiếp tục phát huy dân chủ, nghiên cứu, đề ra những nội dung và giải pháp sát thực với đời sống và mong muốn của đảng viên và nhân dân để triển khai thực hiện nghị quyết hiệu quả. Bên cạnh cái công tác về quản lý chặt chẽ đảng viên thì các đồng chí cũng cần tăng cường tạo nguồn phát triển đảng viên mới, nhưng chúng ta không chạy theo số lượng, và chúng ta cần coi trọng cái chất lượng. Và đây là một cái thông điệp rất quan trọng của đồng chí Tổng Bí thư tại hội nghị Trung ương 5 khóa 13 cũng bàn đến một cái đề án về phát triển tổ chức đảng của đảng viên, tập hợp trong đội ngũ của Đảng là những đảng viên tâm huyết, những đảng viên có trách nhiệm. Các đồng chí cần phải đẩy mạnh và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, quan tâm tổ chức tốt, có chất lượng, có hiệu quả các cuộc sinh hoạt chuyên đề, ít nhất là một lần trong một quý. Một trong nhiệm vụ nữa rất là quan trọng từ đây đến cuối năm ấy, chi ủy chi bộ cần phải quan tâm lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt đại hội chi bộ, thì chúng ta vẫn phải tiếp tục thực hiện một cái chủ trương rất quan trọng, đấy là đồng chí Bí thư kiêm là trưởng thôn, đấy, làm sao mà đảng cử dân bầu, chúng ta đồng thuận, thể hiện tinh thần là ý đảng lòng dân. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu trong tháng 6, chi bộ thôn Dị Chế cần tập trung chỉ đạo tuyên truyền để nhân dân thu hoạch lúa xuân và chuẩn bị gieo cấy lúa mùa đúng khung thời vụ, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng, đồng thời giải quyết tháo gỡ khó khăn vướng mắc của quần chúng nhân dân, phát huy tinh thần đoàn kết trong cán bộ đảng viên và nhân dân, tạo động lực thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng các cấp và các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Sáng nay, Ban chỉ đạo tỉnh Hưng Yên về xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể trong các đơn vị kinh tế tư nhân đã tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác. Đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, trưởng Ban chỉ đạo tỉnh về xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể trong các đơn vị kinh tế tư nhân chủ trì hội nghị. Cùng dự có đồng chí Phạm Văn Khuê, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Hội nghị đã công bố quyết định số 443 ngày 25 tháng 5 năm 2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc kiện toàn Ban chỉ đạo tỉnh về xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể trong các đơn vị kinh tế tư nhân. Theo quyết định, Ban Chỉ đạo tỉnh có nhiệm vụ tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo việc xây dựng, củng cố và phát triển tổ chức đảng đoàn thể trong đơn vị kinh tế tư nhân, hướng dẫn kiểm tra định kỳ, sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả triển khai thực hiện. Các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến, xây dựng quy chế làm việc của ban nhằm đảm bảo hiệu quả công tác, tránh chồng chéo, không làm thay chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan trong hệ thống chính trị. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh yêu cầu cơ quan soạn thảo tiếp thu các ý kiến, hoàn thiện quy chế để sớm ban hành thực hiện. Trong đó, lưu ý việc phân công nhiệm vụ đảm bảo địa bàn nào cũng có thành viên của Ban Chỉ đạo. Về nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, đồng chí cho rằng công tác phát triển tổ chức đảng đoàn thể trong đơn vị kinh tế tư nhân hiện đang gặp nhiều khó khăn. Do vậy, các thành viên của Ban Chỉ đạo cần tích cực thực hiện tốt vai trò đã được phân công, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị địa phương để tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ kịp thời hiệu quả cho các doanh nghiệp có điều kiện sớm thành lập tổ chức đảng đoàn thể. 6 tháng đầu năm chúng ta phát triển được 431 đảng viên mới. Trong đó có phát triển được một tổ chức đảng trong doanh nghiệp. Có làm thì có kiểm tra. Thứ nhất là chúng ta nói với nhau ở đây là từ khi quyết định thành lập đến bây giờ là chúng ta cũng làm chưa được nhiều việc, đúng không? Thế thì chúng ta phải kiểm tra. Hai nữa là về thời gian, tôi đồng tình với ý kiến của các đồng chí đấy. Cuối tháng 7 hoặc đầu tháng 8 và một cái nhiệm vụ hết sức quan trọng mà chúng ta theo kế hoạch 74 của Tỉnh ủy ký là thành lập tổ chức công đoàn và tổ chức đoàn thanh niên trong doanh nghiệp tư nhân. Đồng chí Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh cũng lưu ý cấp ủy các địa phương cần quan tâm hướng dẫn để các đảng viên đang sinh hoạt ở nơi cư trú xa có thể chuyển sinh hoạt đến chi bộ đảng địa phương nơi làm việc để từng bước tạo nguồn thành lập tổ chức đảng trong doanh nghiệp tư nhân, đồng thời tạo mọi điều kiện tốt nhất theo quy định của pháp luật để các doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, có việc làm ổn định lâu dài cho người lao động. Đây chính là tiền đề để công tác phát triển đảng, tổ chức đoàn thể trong các đơn vị kinh tế tư nhân bền vững. Tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Hưng Yên 6 tháng đầu năm 2022 có nhiều khởi sắc, một số chỉ tiêu vượt cao so với kế hoạch cả năm, thu ngân sách đạt cao nhất từ trước đến nay. Đó là những đánh giá tại cuộc họp của Ủy ban Nhân dân tỉnh với các thành viên diễn ra trong sáng nay. Đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì cuộc họp. Cùng dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. 6 tháng đầu năm 2022, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn thách thức, nhưng tỉnh Hưng Yên vẫn thực hiện hiệu quả công tác kiểm soát phòng chống dịch Covid-19, đảm bảo môi trường an toàn cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Tình hình kinh tế xã hội của tỉnh đã vượt qua nhiều khó khăn thách thức và có nhiều điểm sáng, tăng trưởng kinh tế và các ngành công nghiệp, xây dựng, dịch vụ đạt mức cao so với kế hoạch. Tổng sản phẩm trong tỉnh GRDP 6 tháng đầu năm tăng 8,6%, trong khi chỉ tiêu năm 2022 là tăng 7%. Thu ngân sách đạt cao nhất từ trước tới nay, ước đạt trên 25.000 tỷ đồng, vượt gần 30% dự toán cả năm. Trong đó, thu nội địa ước đạt trên 23.000 tỷ đồng. Các chỉ số cải cách hành chính có sự cải thiện vượt bậc. Trong đó, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI tăng tới 14 bậc, sớm đạt mục tiêu đến năm 2025 vào top 40 cả nước. Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh PAPI tăng 39 bậc, xếp thứ 5 toàn quốc. Chỉ số cải cách hành chính PAINDEX tăng 10 bậc, xếp thứ 12 toàn quốc. Chỉ số hài lòng của người dân về sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước SIPAT xếp thứ 3 toàn quốc. Thu hút thêm 36 dự án trong và ngoài nước, có thêm 20 dự án đi vào hoạt động, thành lập mới gần 700 doanh nghiệp, thêm 2 dự án hạ tầng, khu công nghiệp được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư, thành lập được 9 cụm công nghiệp. Cơ bản hoàn thành, lập quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Các dự án giao thông trọng điểm tiếp tục được tích cực triển khai, khách du lịch đến Hưng Yên tăng 5 lần so với cùng kỳ năm trước. Tai nạn giao thông giảm 2 tiêu chí về số vụ và số người bị thương. Các lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục và chính sách an sinh xã hội được quan tâm, quốc phòng quân sự địa phương được đảm bảo, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Sau khi nghe ý kiến thảo luận của các thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh và lãnh đạo một số sở ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn cho rằng sau đại dịch, tình hình phát triển kinh tế xã hội của Hưng Yên 6 tháng đầu năm có sự bứt phá mạnh mẽ, nhưng thực tiễn cho thấy vẫn còn nhiều dư địa cho phát triển, nhất là trong lĩnh vực công nghiệp dịch vụ. Với chiều hướng như hiện nay, đến cuối năm, tỉnh Hưng Yên có thể đạt tốc độ tăng trưởng ở mức 2 con số, sau đó cần phải tận dụng thời cơ, huy động mọi nguồn lực cho phát triển. Phải quyết tâm thôi, quyết tâm bằng cách nào? Thì các đồng chí đã thấy là hướng đi của chúng ta hiện nay đang đi rồi đấy, đang tập trung thu hút các cái khu công nghiệp để mời các doanh nghiệp lớn về trên thế giới về Hưng Yên, thì lúc đó nó tăng đẩy cái nguồn thu lên. Vì mình không đợi thế mà, không phải là cửa khẩu, không phải là có tài nguyên khoáng sản, mà chỉ từ đất đi lên thôi. Mà từ đất đi lên thì ta chuyển đổi, chuyển mục đích sang sản xuất công nghiệp. Và đô thị thì phần nào thôi, đô thị phát triển thì nâng cao đời sống của nhân dân, chứ không phải là nơi tạo ra của cải vật chất. Thế còn phát triển sản xuất công nghiệp mới là cái đích mà chúng ta tạo ra của cải vật chất. Cho rằng tiến độ thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn còn chậm, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các ngành địa phương cần vào cuộc mạnh mẽ, quyết liệt hơn nữa, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công cũng chính là đòn bẩy mạnh mẽ tạo động lực cho kinh tế xã hội phát triển. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng yêu cầu các sở ngành hữu quan rà soát, bổ sung, điều chỉnh, hoàn thiện một số số liệu, chỉ tiêu, nội dung trong báo cáo kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm để trình kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh sắp tới. Tại cuộc họp, các thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh cũng xem xét cho ý kiến về công tác chỉ đạo điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh 6 tháng đầu năm, kế hoạch hỗ trợ, thúc đẩy chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt trong các cơ sở giáo dục y tế, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế, Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố và trường cao đẳng cộng đồng Hưng Yên. Sáng nay, Công ty Cổ phần Công nghệ cao Traphaco kỷ niệm 16 năm thành lập và đón nhận huân chương lao động hạng nhì. Dự buổi lễ có đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Thứ trưởng Bộ Y tế, đồng chí Đặng Ngọc Quỳnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh. Công ty được thành lập năm 2006 tại cụm công nghiệp Tân Quang, huyện Văn Lâm. Trải qua 16 năm phát triển, đến nay công ty đã tăng gấp nhiều lần về quy mô, doanh thu, lợi nhuận, với trên 300 lao động đang làm việc, có mức lương bình quân 20 triệu đồng một người trên tháng. Doanh thu năm 2021 đạt trên 500 tỷ đồng, tăng 6 lần so với năm đầu thành lập. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Thứ trưởng Bộ Y tế và đồng chí Đặng Ngọc Quỳnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên đã biểu dương sự cố gắng của tập thể lãnh đạo công ty trong 16 năm qua, đã không ngừng cải tiến, đổi mới, nâng cao chất lượng sản phẩm, góp phần chăm sóc bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Công ty đã có nhiều hoạt động tích cực cùng địa phương cũng như ngành y tế cả nước trong phong trào chống dịch Covid-19 những năm vừa qua. Các đồng chí yêu cầu tập thể lãnh đạo công ty không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm để tăng sức cạnh tranh trên thị trường, xây dựng thương hiệu Việt. Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Đặng Ngọc Quỳnh trao huân chương lao động hạng nhì cho công ty. Cũng tại buổi lễ, lãnh đạo tỉnh Hưng Yên và lãnh đạo Bộ Y tế đã trao bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên và Bộ Y tế cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất. Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây trên địa bàn tỉnh Hưng Yên xảy ra nhiều vụ đuối nước thương tâm ở trẻ em. Đây là lời cảnh báo đến các bậc phụ huynh trong việc quản lý con em mình và đòi hỏi các cấp, các ngành, các địa phương cần quan tâm đến công tác phòng chống tai nạn đuối nước. Chỉ chưa đầy một tháng qua, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra liên tiếp 4 vụ đuối nước ở các xã Tứ Dân, Đông Ninh, Lạc Hồng, Trung Nghĩa. Gần đây nhất vào ngày 2 tháng 6, tại xã Đông Ninh, huyện Hoài Châu, một nhóm học sinh rủ nhau ra sông Hồng tắm. Thế nhưng do không biết bơi, lại gặp chỗ nước sâu nên em Nguyễn Trung Hát, sinh năm 2011 bị đuối nước tử vong. Nơi xảy ra sự việc đau lòng này vắng vẻ, xa khu dân cư nên khi người dân phát hiện ra đuối nước thì đã quá muộn. Các cháu tự ra và tắm thì sau đó là bị đuối nước. Mấy cháu nữa thì thấy đuối nước nhưng mà vớt, trục vớt của cái cháu tự nhưng không vớt được, đã chạy về báo với gia đình, thì gia đình ra để mà trục vớt. Thì từ cái chỗ các cháu tắm mà đến về gia đình nó khoảng độ là 500 mét Thế cho nên là khi gia đình phải hô hoán người ra để mà trục vớt thì nó cá quá muộn. Đây là vụ đuối nước thứ hai trong một tháng qua tại sông Hồng. Trước đó, vào ngày 11 tháng 5, một trẻ em sinh năm 2010 ở xã Tứ Dân, huyện Hoài Châu cũng bị tử vong do đuối nước khi tắm ở sông Hồng. Nguyên nhân của các vụ đuối nước vừa qua là do trẻ em không biết bơi. Khi các em tắm tập bơi đều không có sự giám sát của người lớn, gia đình chưa quản lý chặt chẽ con em mình. Mặt khác, nhiều ao hồ sông nước sâu nhưng không có biển cảnh báo nguy hiểm. Xã đã có kế hoạch và tất cả những cái chỗ mà có nước và cái khu vực mà trẻ hay ra tắm thì phải có những cái biển báo để cắm báo là nguy hiểm. Các bậc phụ huynh phải quản lý con cái khi giờ giấc, và nếu như có đi tắm thì phải có người lớn đi kèm và quản lý. Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh có 7 trẻ em tử vong do đuối nước. Tai nạn đuối nước luôn chiếm tỷ lệ cao nhất trong số các vụ tai nạn thương tích ở trẻ em và có chiều hướng gia tăng vào mùa hè. Trước tình trạng cả nước xảy ra nhiều vụ đuối nước, ngày 2 tháng 5, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành công điện về tăng cường công tác phòng chống đuối nước trẻ em, trong đó yêu cầu các bộ, ban ngành địa phương tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các giải pháp về phòng chống đuối nước. Vào đầu hè, Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên ban hành công văn số 880 chỉ đạo các ban ngành địa phương bố trí ngân sách và huy động xã hội hóa để xây dựng, cải tạo các ao bơi, bể bơi cho trẻ em đến học bơi để phòng chống đuối nước. Trong tháng hành động vì an toàn thực phẩm vừa qua, toàn tỉnh đã tổ chức thành lập 172 đoàn thanh tra kiểm tra, qua đó phát hiện xử phạt 57 cơ sở có vi phạm về an toàn thực phẩm. Công tác kiểm tra giám sát năm nay tập trung vào việc truy xuất, quản lý nguồn gốc của lương thực thực phẩm, nhất là tại các cơ sở sản xuất kinh doanh lớn, bếp ăn tập thể của các doanh nghiệp. Kết quả kiểm tra phát hiện 760 cơ sở trên tổng số gần 3.400 cơ sở được kiểm tra có vi phạm, chiếm hơn 22%. Các vi phạm chủ yếu là lỗi thực hành quy trình sản xuất, thiếu các điều kiện quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm. Xử phạt vi phạm hành chính 57 cơ sở với tổng số tiền phạt trên 83 triệu đồng. Hướng dẫn nhắc nhở trên 700 cơ sở, buộc tiêu hủy hơn 1,9 tấn sản phẩm động vật, nhiều loại thực phẩm chế biến sẵn, buộc kiểm dịch lại 1,8 tấn sản phẩm động vật chưa qua kiểm dịch. Qua lấy mẫu xét nghiệm đánh giá chất lượng an toàn thực phẩm, phát hiện 28 mẫu dương tính với các chỉ tiêu hóa học. Từ năm 2021 đến nay, trên địa bàn tỉnh Hưng Yên không phát sinh vụ ngộ độc tập thể nào. Dự án cầu vượt quốc lộ 39A đoạn qua xã Phương Chiểu, thành phố Hưng Yên khởi công xây dựng được gần 3 tháng, thế nhưng tại đây thời gian qua liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn giao thông. Chỉ tính từ tháng 5 đến nay, tại nút giao này đã xảy ra 4 vụ va chạm khiến 4 người thương vong, làm 3 xe máy hư hỏng. Ngoài nguyên nhân chủ quan do lỗi của người điều khiển phương tiện không làm chủ tốc độ thì có một phần nguyên nhân khách quan do hệ thống rào chắn bảo vệ phạm vi công trình bố trí chưa được phù hợp, chưa đảm bảo an toàn. Bên cạnh đó, do dự án phải hoàn thành trong 9 tháng, nhà thầu phải thi công gấp rút nên tập trung lượng lớn máy móc dẫn đến diện tích lòng đường bị thu hẹp, khiến các phương tiện lưu thông khó khăn. Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, đề nghị nhà thầu bố trí thời gian thi công và hệ thống rào chắn cho phù hợp. Mặt khác, cần phối hợp các cơ quan chức năng, chủ đầu tư lắp đặt hệ thống biển báo và gờ giảm tốc tạm thời để cảnh báo người tham gia giao thông khi đi đến khu vực thi công cần hạn chế tốc độ để đảm bảo an toàn. Vừa qua, Công an tỉnh Hưng Yên đã triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua mạng Internet dưới hình thức cá độ bóng đá với số tiền giao dịch gần 100 tỷ đồng. Đường dây do Nguyễn Văn Kiên, sinh năm 1983, trú tại xã Tân Việt, huyện Yên Mỹ, cầm đầu cùng 6 đối tượng gồm Ngô Văn Quyết, sinh năm 1994, ở quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Nguyễn Trọng Quyền, sinh năm 1992, Phạm Văn Lợi, sinh năm 1986, Nguyễn Trần Hoán, sinh năm 1994, Nguyễn Trường Giang, sinh năm 1997, Luyện Duy Thành, sinh năm 1990, đều trú tại huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên. Kết quả điều tra xác định, Nguyễn Văn Kiên đã lấy tài khoản tổng Supermeter trên trang mạng bóng 88.com, có máy chủ đặt tại nước ngoài, sau đó chia thành các trang tổng nhỏ, Master và Agent, giao cho một số đối tượng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên và thành phố Hà Nội. Các đối tượng này tiếp tục chia thành các trang Member, để giao cho các đối tượng tham gia cá độ. Bước đầu xác định lượng tiền giao dịch trong đường dây lên đến gần 100 tỷ đồng. Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 9 đối tượng và đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.